không có nguồn gốc rõ ràng. 7 học sinh tại trường tiểu học thị trấn Rồng Trường 2, huyện Rồng Trường, Kiên Giang có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, được nhập viện cấp cứu điều trị tại trung tâm y tế huyện Rồng Trường. Các em học sinh được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Hiện tại, sức khỏe của các em đã ổn định. Những bệnh nhi này trước đó đã ăn một loại kẹo nhãn mác nước ngoài không tem phụ tiếng Việt. Ủy ban nhân dân thị trấn Rồng Trường đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguồn gốc của số kẹo, tịch thu những viên kẹo còn lại lưu hành cho học sinh. Nhà trường giáo dục học sinh không dùng các thực phẩm không rõ nguồn gốc. Tương tự cũng gần đây, 10 ngày trước, 16 học sinh tại trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cũng đã nhập viện điều trị khi ăn kẹo lạ. Các em được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm và đã được xuất viện sau vài ngày điều trị. Xét nghiệm ma túy trên các bệnh nhi cho kết quả âm tính. Số kẹo được các bệnh nhi ở Thoại Sơn dùng là có bao bì nhiều màu sắc, in hình trái cây, không rõ thành phần, nguồn gốc. Theo báo cáo từ Công an thị trấn Núi Sập, vào sáng ngày 2 tháng 12, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin báo từ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập về việc 15 học sinh có biểu hiện chóng mặt, đau bụng, nôn ói sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. 15 học sinh là lớp 7A4, những em học sinh này mua kẹo của một nữ học sinh cùng lớp bán lại với giá 500 đồng một viên. Sau khi ăn xong, cả 15 em học sinh đều có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói nên được nhà trường đưa đến trung tâm y tế huyện Thoại Sơn để sơ cứu. Qua xác minh ban đầu, công an xác định số kẹo nữ sinh bán lại cho các em do một người chị ruột của em này cung cấp. Số kẹo này đã được chị của nữ sinh mua từ một người phụ nữ không rõ tên ở khu dân cư xã Định Thành, huyện Thoại Sơn với giá 40.000 đồng một bịch, khoảng 200 viên. Công an thị trấn Núi Sập đã thu giữ 60 viên kẹo không rõ nguồn gốc. Đồng thời, kết hợp với trung tâm y tế huyện Thoại Sơn xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể 15 học sinh, kết quả đều âm tính với các chất ma túy. Những ngày gần đây, nhiều trẻ ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ liên tiếp xảy ra, khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng. Cũng trong tháng 12 này, 8 học sinh tại lớp 7A6, trường trung học cơ sở Hiếu Nghị, phường Hiếu Nghị, thành phố Hòa Bình cũng đã có dấu hiệu ngộ độc sau khi mua kẹo mua ở cổng trường vào ngày 1 tháng 12 vừa qua. Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm túc về vấn đề an toàn thực phẩm đối với các loại bánh kẹo thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai tại cổng trường. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Hữu Nghị, đồ ăn gây ra vụ ngộ độc được xác định là một loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo thông tin của người bán hàng cung cấp, đây là loại kẹo mới về được mua và bán cho học sinh. Do hình thức bắt mắt và giá rẻ nên rất nhiều học sinh thích mua và sử dụng. Qua kiểm tra thực tế, loại kẹo này được đóng trong bao bì màu hồng, bắt mắt. Ngoài ra còn có một số chữ Trung Quốc ghi ngày sản xuất là ngày 22 tháng 9 năm 2023, ngày hết hạn là ngày 22 tháng 9 năm 2024. Ngoài thông tin nêu trên, không có một thông tin nào khác về nguồn gốc xuất xứ của loại sản phẩm này. Qua tìm hiểu thực tế, tại một số quán khu vực cổng trường trên địa bàn thành phố Hòa Bình, cơ quan công an còn phát hiện có rất nhiều loại đồ ăn, thức uống dành cho học sinh. Điểm chung của các loại thực phẩm này là màu sắc bao bì bắt mắt. Tuy nhiên, bằng mắt thường khó có thể phân biệt được sản phẩm nào là thật, sản phẩm nào là giả và chất lượng có đảm bảo hay không. Dù vậy, có loại đồ ăn thức uống này cuốn hút học sinh rất nhiều vì giá thành rất rẻ. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, trạm trưởng trạm y tế phường Hữu Nghị, thực tế rất khó để kiểm soát về chất lượng của các sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm này bán ở cổng trường. Bên cạnh những sản phẩm đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì người bán còn nhập cả những loại đồ ăn thức uống không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các loại sản phẩm này hầu hết đều có bao bì, nhãn mác rất bắt mắt, giá rẻ nên được nhiều học sinh ưa thích. Tuy nhiên, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy cơ mất an toàn. Không chỉ đến khi xảy ra vụ việc 8 học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi mua kẹo ở cổng trường mới đây, mà trước đó trường trung học cơ sở Hữu Nghị cũng đã liên tục thông báo nhắc nhở học sinh khi đến trường và sau khi tan học không lao quà quán xá, không mua, không ăn các loại đồ ăn thức uống này bán ở cổng trường để tránh nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm. Phớt lờ những lời khuyến cáo, cảnh báo được đưa trên loa thông báo của nhà trường hay cảnh báo của thầy cô giáo trên lớp. Vào thời điểm buổi sáng đến trường và lúc tan học vẫn có rất nhiều học sinh đến mua thức ăn, thức uống tại các hàng quán ở cổng trường. Cô giáo Hoàng Lệ Châu Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hữu Nghị cho biết, sau khi xảy ra sự việc đối với 8 học sinh của nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đưa ra lời cảnh báo tới 100% học sinh này ngay tại lớp và trong các giờ học ngoại khóa. Đồng thời, nhà trường cũng thường xuyên phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, nhiều em đã có ý thức không mua, không ăn và không sử dụng các sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cổng trường. Tuy nhiên, vẫn còn có một số bộ phận học sinh chưa nghiêm túc thực hiện quy định, cảnh báo của nhà trường, thầy cô và giáo viên. Nhà trường rất mong quý bậc phụ huynh quan tâm, nhắc nhở con em ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe, không mua bán ăn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc tại cổng trường. Bởi ngoài sự giáo dục trong nhà trường, thì việc giáo dục tại mỗi gia đình đóng một vai trò rất quan trọng trong định hướng hành vi cho trẻ nhỏ. Từ đó, hướng các em có ý thức trong việc bảo vệ bản thân trước những mối nguy cơ an toàn từ những thực phẩm không đảm bảo.
Theo quy định, hàng đồ ăn, thức uống bán tại cổng trường thực chất là những loại thực phẩm thuộc nhóm thức ăn nhanh đường phố. Việc quản lý loại hình kinh doanh này thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho học sinh kiến thức về an toàn thực phẩm của nhà trường, thì chính quyền cấp cơ sở cũng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời, xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các gia đình cũng cần phải thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, tạo thói quen không cho con ăn quả vặt khi tới trường. Có như vậy mới hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra đối với con em mình khi vô tình hay cố ý sử dụng những loại đồ ăn không đảm bảo được bán tại cổng trường. Cũng vào cuối tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, 11 học sinh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Kỳ Đức cũng đã có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo không có xuất xứ rõ ràng mua trước cổng trường. Theo báo cáo của nhà trường, chiều ngày 29 tháng 11, 11 học sinh bao gồm 10 em lớp 6 và 1 em lớp 7 trên đường đi đến trường mua loại kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bao kẹo có màu xanh, chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. 45 phút sau, các em học sinh đều mệt, đau đầu, buồn nôn. Nhà trường đã phối hợp với trạm y tế phường đưa học sinh đến trạm y tế để khám và theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của các em học sinh đã ổn định, đi học lại bình thường. Nhân viên y tế nhà trường đã kiểm tra các lớp để nắm bắt, rà soát học sinh ăn loại kẹo nói trên. Nhà trường cũng đã tuyên truyền tới học sinh không ăn những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở con khi lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc. Trường đã có báo cáo sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo Nam Từ Liêm, Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ phối hợp cùng với công an phường đến các cửa hàng quanh khu vực trường học để kiểm tra, thu giữ 66 gói ni lông có màu xanh hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai. Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài, công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định. Cũng trong tối cùng ngày, trong báo cáo khẩn về tình trạng một số học sinh bị ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở ngoài cổng trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, các quận, huyện, thị xã, các đơn vị, trường học tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các trường cần phải đẩy mạnh tuyên truyền tất cả các phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, phổ biến cho cha mẹ học sinh cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập của con em mình, sinh hoạt của con em. Hiện, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã phát thông báo, gửi tin nhắn đến toàn thể cha mẹ học sinh để cảnh báo các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ bán quanh cổng trường. Theo đó, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phổ biến tới tất cả các cha mẹ học sinh về sự xuất hiện của một số loại kẹo có vỏ in chữ nước ngoài, không có nhãn mác chú thích bằng tiếng Việt. Nhiều sự việc liên quan đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ bánh kẹo không rõ nguồn gốc bày bán ở cổng trường khiến cho dư luận lo lắng, bức xúc. Các loại đồ ăn kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không an toàn là mối nguy hại tới sức khỏe của học sinh. Đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi ăn các loại kẹo, đồ ăn không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Không thể phủ nhận, sức hút của bánh kẹo nội địa Trung Quốc, hàng Trung Quốc sản xuất, chỉ bán nội địa, không xuất khẩu. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây lại được nhiều người tiêu dùng Việt ưu chuộng bởi giá thành phải chăng, đa dạng mẫu mã sản phẩm. Lẽ ra, mặt hàng này phải là hàng hiếm hoi được đưa về Việt Nam qua đường sách tay hoặc qua các đơn vị trung gian. Tuy nhiên, trên thực tế, đang được bán nao nhàn với mức giá rất rẻ trên mạng xã hội, thậm chí là tại các khu vực cổng trường, trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường, giáo viên, chủ nhiệm cũng cần phải chủ động tuyên truyền tới các bậc phụ huynh, cảnh giác với loại kẹo không rõ xuất xứ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng phải tổ chức rà soát kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh trên khu vực cổng trường nếu bày bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.